Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại trong video mới nhất của Khám phá Quân sự. Quý vị và các bạn thân mến, một chiến hạm khét tiếng từng được ra đời đã trở thành thiết giáp hạm huyền thoại của Hải quân Đức Quốc xã, Bismarck. Thực sự rất chính xác khi nói rằng đây chính là một trong những con tàu nổi tiếng nhất thế giới trong Thế chiến thứ hai, được xếp vào loại hùng mạnh bậc nhất châu Âu lúc bấy giờ. Đối với một số người thì nó là niềm tự hào, nhưng đối với những người khác, đó là một thanh kiếm của sự báo thù Damocles trên vùng biển Đại Tây Dương. Bismarck là hiện thân hoàn hảo của triết lý hải quân lúc bấy giờ. Đó là chỉ những người khổng lồ thép được trang bị hỏa lực hùng mạnh với lớp giáp siêu dày thì mới thực sự có thể thống trị đại dương. Cuộc hải chiến đẫm máu mang dấu ấn của quái vật khổng lồ nước Đức sẽ được tái hiện lại trong video ngày hôm nay. Hiệp ước Hải quân Anh-Đức ký vào năm 1935 có thể coi là một biên bản hợp thức hóa các thiết giáp hạm lớp Scharnhorst. Không những vậy, nó còn cho phép Đức đóng mới một cặp thiết giáp hạm thực sự để thay thế cho hai chiếc tàu Dreadnought vẫn còn trong biên chế. Theo thỏa thuận này, cũng cho phép người Đức có tàu ngầm trong biên chế, bất chấp Hiệp ước Versailles đã cấm Đức sở hữu thiết giáp hạm và tàu ngầm. Dù Hiệp ước vào năm 1935 đã giới hạn lượng giãn nước của các thiết giáp hạm mới là 35.000 tấn, trên danh nghĩa là tương đương với các thiết kế lúc bấy giờ của Anh và Mỹ, nhưng các kỹ sư của Đức đã bỏ qua giới hạn này ngay từ khi bắt đầu thiết kế. Phụ lục bổ sung của Hiệp ước ký vào năm 1938, giới hạn trọng tải tối đa của thiết giáp hạm là 45.000 tấn. Nhìn chung thì phe đồng minh cũng không mất gì khi ký hiệp ước bổ sung, vì trên thực tế thì các thiết giáp hạm đã vượt qua giới hạn cũ nhiều ngàn tấn giãn nước. Hải quân Đức đã đặt hàng thiết giáp hạm Bismarck vào năm 1935 và con tàu đã gia nhập biên chế hải quân vào ngày 24 tháng 8 năm 1940. Tiếp đó là chiếc Tirpitz được đặt hàng năm 1936 và gia nhập biên chế vào ngày 25 tháng 2 năm 1941. Hai thiết giáp hạm lớp Bismarck này có lượng giãn nước tiêu chuẩn trên 41.000 tấn và giãn nước toàn tải lên đến 51.000 tấn. Bismarck là một lớp thiết giáp hạm đúng nghĩa theo mọi cách định danh và phân loại tàu chiến thời bây giờ. Thiết kế của lớp Bismarck được cho là sinh từ thiết kế thiết giáp hạm lớp Baden thời kỳ cuối chiến tranh thế giới thứ nhất, cũng như tuần dương hạm chiến đấu lớp ở Sark York, một lớp tàu chiến chưa bao giờ hoàn thành của Hải quân Đức. Điểm khác biệt lớn nhất của thiết giáp hạm Bismarck với tổ tiên của mình đó là ở tốc độ 29 hải lý mỗi giờ, nhanh hơn bất cứ thiết kế nào trước đó. Ban đầu, thiết kế Bismarck sử dụng hệ thống động lực điện tăng áp. Hệ thống này sử dụng tua bin hơi nước để kéo các máy phát điện cung cấp năng lượng cho các động cơ điện lớn quay chân vịt của tàu. Hệ thống này rất là phổ biến trong Hải quân Mỹ và ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Ưu thế lớn nhất của hệ thống điện tăng áp là sự linh hoạt của nó. Vì các tua bin sẽ không nối trực tiếp với các trục chuyển động, các máy phát điện tăng áp có thể phối hợp theo nhiều cách để điều khiển tất cả các trục. Các trục chuyển động cũng được thiết kế ngắn hơn và tương ứng với điều đó thì các khoan kín nước sẽ được cải tiến. Tuy nhiên, nhược điểm chính của hệ thống này là kích cỡ và khối lượng rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với các hệ thống tua bin thông thường với cùng một công suất. Cuối cùng thì Hải quân Đức đã lựa chọn một hệ thống động lực tua bin cao áp thông thường để có thể tiết kiệm nhiều trọng lượng của tàu. Cũng cần phải nói thêm rằng, Hải quân Mỹ khi đó cũng bắt đầu thiết kế lớp thiết giáp hạm đầu tiên của mình trong 20 năm. Lớp Bắc Carolina sử dụng động cơ tua bin hơi nước. Sau khi đánh chiếm Na Uy và Phần Lan, Đức đã có được các hải cảng mà từ đó những tàu chiến này có thể xuất kích để hoạt động trong phạm vi từ vòng cực Bắc đến tận biên giới Tây Ban Nha. Để chống lại mối đe dọa này, Hải quân Hoàng gia Anh huy động một lượng lớn các tàu chiến mạnh để sẵn sàng theo sát mọi di biến động của các thiết giáp hạm Bismarck. Trong mọi trường hợp, không quân Anh luôn phát hiện được sự di chuyển của các tàu Bismarck và sẽ tập trung tấn công tiêu diệt con tàu. Trong một thời gian ngắn của tháng 5 năm 1941, sau khi đánh chìm tàu tuần dương chiến đấu HMS Hood và trước khi bị chính mình đánh chìm, thiết giáp hạm Bismarck là một con quái vật biển đáng sợ trong mắt hệ thống tuyên truyền Đức và người Anh. Còn sau đó, việc tàu Tirpitz và các tàu chủ lực khác của Hải quân Đức vẫn còn nguyên vẹn cũng chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đến chiến cục trên biển.
kết thúc chiến tranh, cả 7 tàu chủ lực của Đức đều an nghỉ dưới đáy biển sâu. Khi hạ thủy, thiết giáp hạm Bismarck dài 240,2m ở mực mớ nước, chiều dài tổng thể là 248m, chiều rộng 36m, mớ nước 8,7m khi tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn và 10,2m ở lượng giãn nước toàn tải. Thiết giáp hạm Tirpitz nặng hơn nên có mớ nước tương ứng là 9m và 10,6m. Cả hai con tàu đều được thay thế với mũi cánh cung mới trước khi gia nhập biên chế, làm tăng chiều dài ở mực mớ nước lên 241,5m và chiều dài tổng thể là 251m. Lượng giãn nước toàn tải của tàu Bismarck khi tham chiến trên biển là 50.900 tấn, còn với tàu Tirpitz là xấp xỉ 52.600 tấn. Hỏa lực chính của các thiết giáp hạm Bismarck là 8 pháo hải quân nòng xoắn SKC-34 cỡ 380 ly, bố trí trong 4 tháp pháo hai nòng, 2 tháp ở phía trước và 2 ở phía sau. Pháo có chiều dài gấp 47 lần cỡ nòng, tức là 1.786 cm. Pháo SKC-34 bắn các đạn nặng tới 798 kg với sở tốc đầu đạn 820 m/s, tầm bắn tối đa 19,85 hải lý, tốc độ bắn 3 phát trên 1 phút. Ngoài pháo 380mm Bismarck còn được trang bị 12 pháo hải quân SKC-28 cỡ nòng 150mm bố trí trong 6 tháp pháo hai nòng. Khi hạ thủy, biên chế vũ khí phòng không của tàu là 16 pháo phòng không SC-C-33 cỡ nòng 105mm bố trí trong 8 ụ pháo hai nòng, 16 pháo phòng không SKC-30 cỡ nòng 37mm bố trí trong 8 ụ pháo hai nòng và 12 pháo phòng không Flak 38 cỡ nòng 20mm bố trí trong các ụ pháo đơn. Trong chiến tranh, tàu Tirpitz được bố trí 16 pháo 4 nòng 38 cỡ 20mm trong các ụ pháo đơn. Khi hạ thủy, cả hai tàu đều không được trang bị ngựa lôi, nhưng kể từ năm 1942, tàu Tirpitz cũng mang theo 8 ống phóng ngựa lôi 533mm chia làm 2 cụm 4 ống phóng bố trí trên boong chính. Khi các ống phóng ngựa lôi này được lấy từ các tàu khu trục của Hải quân Đức bị đánh chìm ở Narvik, Na Uy năm 1940, cũng giống như các lớp tàu Deutschland, chúng sử dụng ngư lôi tiêu chuẩn loại G7. Số phận thảm của siêu hạm. Ngày 18 tháng 5 năm 1941, thiết giáp hạm Bismarck đã sẵn sàng cho chuyến hành trình đầu tiên của mình chống lại đường vận chuyển của quân đồng minh trong chiến dịch Rennebunk. Nó khởi hành cùng với Prinz Eugen, một tàu tuần dương hạng nặng mới cũng được giao nhiệm vụ tương tự. Đô đốc Gunther Lütjen chỉ huy hạm đội Đức với mục đích tiến vào Đại Tây Dương, qua eo biển Đan Mạch giữa Greenland và Iceland, tấn công đường tiếp vận của quân đồng minh ở Bắc Đại Tây Dương. Các cuộc tấn công trước đó đã được thực hiện bởi Chanyot và Gresnau đã khiến người Anh phải sử dụng một số tàu chiến của họ như lớp Riven để hộ tống đoàn tàu. Mặc dù đã khá cũ kỹ và hơi chậm chạp, nhưng các tàu nói trên được trang bị súng 380 ly, mạnh hơn so với các khẩu pháo trên các tàu tuần dương hạng nặng và thiết giáp hạm bỏ túi của Đức. Bismarck và Prinz Eugen mặc dù có khả năng tấn công đoàn tàu hộ tống bởi một trong những thiết giáp hạm Bismarck có thể tham gia vào cố gắng để tiêu diệt các thiết giáp hạm hộ tống, trong khi Prinz Eugen đánh chìm các tàu buôn trốn chạy. Hai tàu đã được dự kiến sẽ cố gắng tiến về phía Tây để phá vỡ các điểm yếu yết hầu giữa Greenland, Iceland và Anh. Trong khi đi qua Thụy Điển, ở biển Baltic, họ bị phát hiện bởi tàu tuần dương Gotland của Thụy Điển và máy bay tuần tra của các nước trung lập. Những báo cáo đã được gửi đến Đại sứ quán Anh giúp cho các tàu hải quân Hoàng gia có thể đoán được chính xác tuyến đường đi của tàu Đức. Người Anh thông qua hệ thống tình báo Ultra về việc Đức trinh sát trên không, eo biển Đan Mạch và căn cứ của Hải quân Hoàng gia tại Scapflow, cũng như việc chuyển giao các bảng biểu hải trình tại Đại Tây Dương cho chiếc Bismarck vào tháng 4 năm 1941. Các tàu tuần dương của Anh trang bị radar với khả năng có thể tiếp nhiên liệu tại Iceland được gửi đến tuần tra tại eo biển Đan Mạch. Do không được trang bị để được tiếp nhiên liệu ngoài biển, các tàu chiến chủ lực của hạm đội Nha được giữ lại căn cứ, chờ đợi báo cáo xác minh tận mắt trước khi xuất phát. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1941, tàu tuần dương thủy phi cơ Thụy Điển Gotland phát hiện và theo dõi hạm đội Đức đang di chuyển theo hướng Tây Bắc ngang qua Göteborg. Một sĩ quan Na Uy tại Stockholm biết được tin tức này từ một nguồn tin tình báo quân sự Thụy Điển và thông báo cho tùy viên Hải quân Anh, người đã lập tức đánh điện cho Bộ Hải quân Anh. Được báo động bởi báo cáo này, lúc 3 giờ 30 ngày 21 tháng 5,
Bộ Hải quân yêu cầu trinh sát trên không khu vực bờ biển Na Uy. Một chiếc máy bay trinh sát tìm thấy và chụp ảnh được Bismarck lúc 13 giờ. Với thông tin nóng hổi này, hạm đội nhà Anh quốc cho xuất phát hai chiếc thiết giáp hạm hướng về phía bắc Iceland. Các tàu tuần dương tuần tra các con đường xâm nhập và tại Tây Dương khác. Máy bay dự kiến sẽ hỗ trợ trong việc tìm kiếm nhưng lại không thể làm như vậy. Tàu của Đức đã cố gắng thoát ra trong thời tiết nhiều mây và mưa. Vào tối ngày 23, mặc dù lợi thế thời tiết có thể chờ đợi sự hiện diện của họ, nhưng tàu của Đức đã bị phát hiện. Sáng hôm sau, các chiến hạm của Đức đã bị chặn ở eo biển Iceland và Greenland bởi một hạm đội của Anh. Với hỏa lực pháo 380 ly, Bismarck đã bắn chìm tàu tuần dương hạm chiến đấu HMS Hood, bắn bị thương nặng thiết giáp hạm HMS Prince of Wales của Hải quân Hoàng gia Anh ở eo biển Đan Mạch. Tuy nhiên trong quá trình hải chiến, tàu cũng bị trúng 3 phát đạn pháo. Một trong số chúng xuyên thủng kho chứa dầu, tàu bị chảy dầu và không thể tiếp nhiên liệu nên buộc phải hướng về phía bờ biển Pháp. Thất bại đau đớn tại eo biển Đan Mạch, Hải quân Anh tung toàn lực săn đuổi Bismarck. Con tàu tiếp tục bị 9 máy bay của tàu sân bay HMS Victorious tấn công và bị trúng thêm một vết thương nữa. Đến ngày 26 tháng 5 năm 1941, Bismarck bị trúng một ngư lôi từ máy bay Spitfire của tàu sân bay HMS Eroyor. Cơ cấu dẫn hướng của tàu bị hỏng. Số phận của Bismarck lúc này như cá nằm trên thớt. Chỉ một ngày sau, các tàu chiến hải quân Anh bắt kịp các thiết giáp hạm lớp HMS King, George V và HMS Rodney cùng nhiều tàu chiến khác đã tập trung cùng bắn phá Bismarck trong 3 tiếng đồng hồ liên tục. Và cuối cùng, tuần dương hạm HMS Dorsetshire phóng một ngư lôi về phía Bismarck, kích nổ số đạn pháo đánh chìm tàu. Trong số hơn 2.200 người trên tàu, chỉ có 114 người được cứu thoát. Thưa quý vị, thiết giáp hạm Bismarck, biểu tượng của Hải quân Đức quốc xã, chìm sau cuộc va chạm ở eo biển Đan Mạch, đã trở thành một trong những trận đánh ác liệt giữa các chiến hạm vỏ thép. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống phía bên dưới phần bình luận video nha. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn khám phá quân sự phân tích nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy dành tặng cho Khám phá quân sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.